nay đi ăn bún đậu, một suất bún đậu to vãi, nhìn vãi trưởng luôn, to, nhiều thứ, thịt xiên này, cái gì đây, sườn rán này, lòng rán này, đậu, thịt luộc. Tôi nói thật, cái suất bún đậu này to vãi trưởng luôn. Ở chỗ mắm tôm, bún đậu Việt Nam 30.000 suất này. À đây, chiến. Qua nguyên là liệu quan được hết không? Mà suất ở đây quy định thế rồi. Ok. Để tôi đặt lại cái máy quay nữa. Hết được cái suất bún đậu này, nó quá nhiều. Ôi trời, no cành bụng rồi. Thôi chào bạn nha.
Để các bạn trong video tiếp theo.